video hướng dẫn cả nhà đổi khóa mật khẩu dây cáp của nhà Yoro nha. Mật khẩu ban đầu cả nhà nhận về cho em là 4 số 0. Mọi người nhìn lên cái dòng quay số nào, có hai cái mức vạch định, có hai cái mức vạch định. Cả nhà để đúng mật khẩu ban đầu của nó là 4 số 0 là chúng ta sẽ mở được khóa nè, rút ra đó, mở được khóa. Sau đó chúng ta sẽ xoay trục nè, cả nhà trục bên tay phải chúng ta sẽ xoay 90 độ cho em đó, theo cái hình reset mũi tên nè, cả nhà thấy không, xoay cái trục này lên 90 độ đó, đúng 90 độ nha đó, 90 độ là không xoay được nữa. Rồi sau đó chúng ta sẽ đổi qua 4 số mà mình mong muốn. Cái mức còn lại, cái vạch còn lại là cái vạch định mật khẩu mới cho chúng ta nè. Đó, 1, 2, 3, 4. Sau khi đổi xong mật khẩu mới, chúng ta sẽ xoay cái trục bên phải này về trở lại vị trí ban đầu. Đó, cả nhà thấy không? Sau đó chúng ta sẽ bóp khóa lại, rài khóa lại. 1, 2, 3, 4. Rồi xoay qua số khác là không mở được nữa, 1, 2, 3, 4 mới mở được nha. Đó, để đúng mật khẩu ngay hai cái vạch. Đó, em đã thao tác cho mọi người, hướng dẫn mọi người đổi khóa số mật, khóa dây cáp mật khẩu